Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu linh kiện và dịch vụ đang được triển khai tại di động cao cấp.vn. Nay di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn video thay mới loa ngoài của điện thoại Oppo F1 Plus. F1 Plus mã là X909 tại di động cao cấp.vn. Đây nhân vật chính của chúng ta, phần loa ngoài của điện thoại F1 Plus. Với thiết kế rất là tuyệt vời là dùng một cái cụm bảng loa như này, nó giống như thiết kế của iPhone, tức là nó không phải là một cái cụm loa rời mà nó là cả một cái mảng loa như này. Chất lượng âm thanh cho ra cũng rất là tuyệt vời, nhưng quan trọng nhất là khi quá trình sửa chữa cực kỳ đơn giản, chúng ta chỉ việc tháo những cái phần ốc giữ hãm, chốt giữ phần loa của F1 Plus. Và chúng ta đã có thể lấy ra xong phần loa ngoài của Oppo F1 Plus và thay mới cho quý vị các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ thay mới cụm loa ngoài của điện thoại Oppo F1 Plus X909. Quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Cái phụ có lỗi sự cố liên quan đến phần loa ngoài loa nghe nhạc của Oppo F1 Plus, nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn.